Thầy Lang Dẫm. Dần, hôm nay đi theo thầy, con hãy nhớ quan sát thật kỹ để mà học hỏi các kinh nghiệm khám bệnh nha. Dạ, con nhớ là thầy dặn rồi ạ. Con mới theo thầy học, may mắn lắm mới được thầy chỉ dạy tận tình. Con có tố chất, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, ta tin con sẽ sớm thành tài. Thôi, đến nhà người bệnh rồi, chúng ta đi vào trong thôi. Dạ, chào thầy ạ. Vợ chồng nhà cháu mong thầy mãi. Sao, dạo này chị thấy trong người như thế nào? Dạ thưa thầy, nhà cháu thấy khó chịu, bứt rứt trong người, miệng thì đắng ngắt, họng thì đỏ rát, thực sự là rất khổ sở ạ. Sao lại thế được? Lần trước khám tình trạng của chị đã khá hơn rồi mà. Mạch đập nhanh quá, khí hỏa đang lấn át hết cả. Thế nào, mấy ngày qua chị nhà có uống đúng những thuốc nam an thai mà tôi đã đưa không? Dạ thưa thầy, có chứ ạ. Mỗi ngày nhà cháu đều sắc thuốc 2 lần, đúng như thầy ghi ạ. Thế còn ăn uống thì sao? Có kiêng những thức ăn, hoa quả, trái cây có tính hỏa mạnh không? Dạ thưa, rõ là nhà cháu chả ăn thứ gì nóng cả đâu ạ. Chắc chắn là có ăn mới ra nông nỗi này. Tôi thấy lo ngại quá, đã dặn như vậy mà anh chỉ nhất nhất không nghe theo. Giờ động huyết động thai, phần bụng dưới rồi sẽ đau, tổn thương thai khí, mạnh có thể dẫn tới tử vong. Dạ, đúng là vợ con không... Điều trị bệnh mà không nghe theo lời thầy Lan thì rất khó. Thôi để tôi nói luôn, cách đây 2 canh giờ, chị nhà có ăn nhãn đúng không? Thầy, nhưng sao thầy lại biết ạ? Cái mạch của chị nhà nói lên tất cả. Dạ, thầy đúng là thần y, chứ không phải thường chỉ bắt mạch mà biết được người bệnh mới ăn gì nữa. Thế à, có đúng như vậy không? Dạ thưa... Dạ, lỗi là tại con thầy ạ. Mấy nay tự dưng trong người háo đồ ngọt quá. Đến đêm nằm mơ cũng mơ thấy mình được ăn nhãn. Tỉnh dậy thèm quá, không cưỡng được, nên con đã giục chồng đi mua. Lỗi là tại con. Thôi, để lần này tôi lấy thêm cho ít thuốc lá an thai, hàng tính. Nhưng nhớ từ sau không được ăn nữa, thể trạng chị yếu, có khi hỏng cái thai ân hận cả đời đó. Dạ thưa, nhất định là chúng con sẽ ghi nhớ lời dặn này, tuyệt đối tuân thủ theo những lời dặn của thầy ạ. Cha cha, thầy giỏi quá, con thật ngưỡng mộ thầy. Tại sao bắt mạch mà thầy lại có thể biết được người ta vừa ăn gì, khiến cho cả người nhà bệnh nhân và bệnh nhân phải tâm phục khẩu phục như thế ạ? Con không biết đó thôi, nhiều lúc người nhà bệnh nhân cố tình giấu giếm, nên ta phải dựa vào quan sát để mà đưa ra phán đoán cho họ tâm phục khẩu phục đấy. Nghĩa là sao ạ? Thì lúc mới bước vào nhà, ta đã để ý thấy có vài hạt nhãn lăn dưới gầm giường, lại có cả vỏ còn rất tươi nữa, thậm chí ở dưới chiếu cũng có. Mùa này nhãn trái vụ nên rất hiếm và đắt, khá giả mới mua được. Và người chồng lại là người rất chiều và thương vợ, nên chắc chắn sẽ chiều theo vợ mà mua cho. Cha cha, những phán đoán của thầy thật là chuẩn xác làm sao? Khi đi khám bệnh, ngoài kiến thức chuyên môn, chúng ta cũng cần có sự quan sát tinh tế ngoại cảnh, thì thoảng nó cũng có tác dụng nhất định nữa đấy. Cái này gọi là mẹo đấy con ạ. Dạ thưa vâng, con nhớ lời thầy rồi ạ. Mà thầy ơi, chiều nay con vẫn mang thuốc đến nhà anh Tư chứ ạ? Ừ. Thầy tôi có dặn đem thuốc đến cho anh, tất cả là 3 đồng. Ôi, may mà cậu đến đúng lúc. Thằng bé nhà tôi từ nhỏ bị gan, điều trị đã ổn định rồi, mà từ sáng giờ nó cứ ôm bụng kêu đau, không biết cháu bị sao nữa, tôi lo quá. Ấy, tôi chỉ là học trò của thầy, để tôi quá bộ về gọi thầy đến xem giúp cho nhà anh. Từ đây về nhà thầy Lan xa quá, thế thì muộn mất, mà cháu đang đau quá. Thầy giỏi thất, học trò cũng giỏi, cậu cứ vào thăm bệnh xem cháu bị làm sao, có thế nào sau này gọi thầy Lan cũng không muộn mà. Mình cứ vào bắt mạch xem sao, biết đâu lại áp dụng được mẹo của thầy ban sáng. Được, anh dẫn tôi vào thăm bệnh cho cháu đi. Hôm nay bé nhà anh bị thế này là còn may đấy. Bệnh sơ gan của bé trầm trọng như thế mà nhà anh chị dám cho ăn thịt gà à? Lâu nay cháu có ăn thịt gà đâu. Anh chị còn lại cãi nữa à? Bệnh sơ gan kỵ nhất thịt gà. Anh chị có biết là sẽ bị tổn thương thực quản, lâu còn dẫn đến phở tĩnh mạch không? Tôi đâu có cho con ăn thức ăn ấy. Đúng ạ, mấy tháng nay đâu có ăn đâu. Tôi đã quan sát kỹ lắm rồi, chắc chắn là anh chị cho con ăn thịt gà, đừng có mà chối nữa. Chả phải đang treo cái chổi lông gà chỉnh hình ra đây, lại còn bảo thủ không nhận nữa chứ. Bực mình cho anh chị quá. Cho con ăn thịt gà như thế,
khác nào anh chị đang giết con mình. Hả? Mình ơi, hắn ta bảo chúng ta giết con. Này thì thịt gà này, mày lăng băm, chữa bệnh mà nói sằng nói xiên thế à? Ôi, đừng mà, ôi, đừng mà. Quái, sao giờ vẫn chưa thấy về nhỉ? Ôi trời ơi, Dần, con làm sao thế? Con đi đưa thuốc, nhà anh Tư có đứa bé đang đau bệnh, cứ bảo con khám luôn cho, con thấy có dấu hiệu sơ gan. Rồi sao? Nhớ lời thầy dặn, quan sát kỹ xung quanh để đưa ra phán đoán, con thấy có treo một cái chổi lông gà, liền phán bệnh nặng thêm. Vì cho ăn thịt gà, bệnh sơ gan kỵ thịt gà còn gì. Thế mà họ không nghe, lại còn đánh con nữa. Ôi trời ơi, thầy dặn con quan sát tinh tế, mà con nhìn thế nào, cái cây chổi quét nhà của người ta lại đoán là cho ăn thịt gà chứ. Mai hôm nay, con bị đánh như vậy là nhẹ đấy, lần sau mà như thế, có khi còn mất mạng đó, nghe không? Con chưa đủ kiến thức để khám bệnh, mà tự tiện khám là sai lầm lớn đầu tiên. Con biết không, khi khám cho thai phụ kia, thầy đã theo dõi tình trạng sức khỏe một thời gian rồi, hiểu được những thay đổi của cơ thể, chỉ có thể là do thức ăn, nên mới có thể đưa ra kết luận như thế để trấn áp sự quanh co của họ. Còn con chưa biết gì về tình trạng bệnh nhân, mà lại bắt chước mẹo của thầy một cách máy móc, đã xét đoán hồ đồ, khiến sai lầm chồng chất sai lầm. Nghề gì cũng phải cẩn trọng, nghề y của chúng ta càng phải cẩn trọng hơn, vì nó liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, không nên vì bất cứ lý do gì mà đưa ra những kết luận hồ đồ, con hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ, từ sau con xin khắc cốt ghi tâm lời của thầy ạ. Giá trị của thử thách. Cây roi này cứ xum xuê mãi, bóng che hết cả góc vườn rồi, mà chẳng thấy quả đâu. Cái Linh nó chăm bẩm cây từ nhỏ đến giờ, cứ trông ngóng cây ra trái đầu mùa mãi. Nó quý cây roi này lắm đó anh. Chỉ được cái tốt mã, cành lá thì rõ lắm, chẳng ra quả gì cả. Để tôi chặt quách nó đi. Chặt đi ư? Thì để làm gì? Ôi ba ơi, ba chặt cây roi ư? Ba ơi, dừng lại đi, sao ba lại chặt nó thế? Cây roi này nuôi bao nhiêu năm rồi mà không cho quả. Ba chặt nó đi, để trồng cho con cây khác. Con không chịu, ba đừng chặt nó mà ba. Thôi được rồi, nhưng phải đánh đòn cho nó một trận. Đánh đòn gì mà lại thế, nó sẽ chết mất ba ơi. Thế này còn chưa đủ đâu, để ba cho nó mấy nhát nữa. Ôi không, đừng mà ba, con xin ba đấy, ba tha cho nó. Thôi được rồi, ba tha cho nó. Bắt đền ba đấy. Con gái con đứa nhõng nhẽo quá. Trời ơi, roi ơi là roi, tại mày ham chơi không chịu ra trái đấy. Bị chặt thế này rõ là đau, tội nghiệp chưa? Một thời gian sau. Linh ơi, dạo này con không ra thăm cây roi nữa hả? Hả? Cây roi ư? Nó chết rồi sao hả ba? Con ra đây cùng ba sẽ biết. Nhưng con không muốn xem nó bị... Cứ ra đây nào. Nó vẫn khỏe mạnh, lại còn ra rất nhiều hoa nữa. Con thấy không,
Bà đã chặt nó khiến nó bị thương. Trước những khó khăn ấy, bản năng sống, bản năng sinh tồn của cây roi đã trỗi dậy, giúp nó vượt qua nỗi đau, vươn lên và làm việc cực lực để rồi có được hoa thơm trái ngọt như hôm nay. Con người chúng ta cũng thế, cuộc sống quá đầy đủ, nhiều khi lại chẳng nên người. Ngược lại, càng gặp khó khăn, thử thách thì người ta càng phải nỗ lực vươn lên, đấu tranh giành lấy hạnh phúc và đạt được những thành quả tốt đẹp nhất. Cây roi thật giỏi, con cũng sẽ phải học tập nó, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, phải không ba? Đúng vậy, con gái yêu của ba. Rắn và hươu. Sơn Dương ơi, Sơn Dương ơi. Ai gọi tôi đấy? Tôi đây, Trăng đây. Anh giúp tôi với. Trời, sao lại bị thế này? Anh, hãy giúp tôi với. Tôi bị cây này đè lên người, không nhúc nhích được. Anh làm ơn bỏ nó ra giúp tôi được không? Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Anh nằm yên để tôi đẩy nó ra nha. Nhanh lên, tôi không chịu được nữa rồi. Này, anh định làm gì thế? Tao ăn thịt mày chứ còn làm gì nữa. Hôm nay là ngày tân số của mày. Tao đã lả người đi vì đói. Ba ngày nay tao chẳng có gì bỏ vào miệng cả. Ôi, cứu, cứu với. Thế đấy, tao thật là ngu xuẩn. Biết thế tao đã không cứu ngươi nữa. Cứu với, cứu, cứu. Biết cứu thì cũng đã muộn cứu rồi. Này Trăng, anh đang định làm gì thế? Anh không thấy gì à? Tôi đang định ăn thịt con Sơn Dương này. Cành cây kia đã đổ và đè trúng vào Trăng. Đúng lúc tôi đi qua, tôi đã đẩy cành cây kia ra giúp nó. Vậy mà giờ nó đang định ăn thịt tôi. Nó nói dối đi. Anh nhìn thử xem, nó bé tẹo thế này, làm sao có sức đẩy cành cây đó ra chứ? Đúng vậy, cậu bé tẹo thế, làm sao đẩy nổi cành cây chứ? Cậu định lừa tôi đó à? Tôi nói thật, chính tôi đã đẩy cành cây đó ra mà. Vậy giờ tôi đặt cành cây đó lên người Trăng một lần nữa, xem cậu có nhấc lên được không nha. Này anh Trăng, anh nằm ra kia đi, để tôi xem Sơn Dương có nhấc nổi lên không. Được thôi, tôi nằm đây, anh cho cành cây lên người tôi đi. Này, anh cho cành cây lên người tôi đi. À! Giờ anh bảo con Sơn Dương này nhấc cành cây ra đi. Tôi không bị anh lừa đâu, mãi tôi mới dụ được anh vào bẫy. Giờ tôi lại bảo Sơn Dương lấy cành cây ra để anh bật dậy cắn chết cả hai chúng tôi à. Người dám lừa ta. Giờ anh hãy đi đi. Từ giờ anh phải nhớ không bao giờ được phép giúp kẻ thù. Vì biết đâu giúp nó xong nó lại quay lại cắn ta thì sao. Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh gấu. Cứu, cứu tôi. Lần này tôi sẽ không ăn thịt anh nữa đâu. Cứu với. Cho đáng đời kẻ lấy oán báo ơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.